Tôi cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan vụ việc một khách hàng tại Hà Nội đã bất ngờ nhận thông báo số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam MSB biến mất mới đây msb đã gửi thông tin cho biết trong quá trình tra soát hoạt động đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia msb ngân hàng này cho hay đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ Phía ngân hàng thông tin vụ việc đã được công an thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi đã đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu. MSB khẳng định tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền. Ngân hàng này cũng có một số lưu ý tới các khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính. Cụ thể, khách chỉ ký xác nhận trên mẫu hợp đồng mở tài khoản, mở thẻ khi thể hiện đầy đủ chính xác thông tin của chính mình, căn cước công dân, số điện thoại, thư điện tử. Khách hàng đồng thời kích hoạt quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính trên các thiết bị thuộc sở hữu của chính mình, không cung cấp các thông tin về tài khoản, nhờ người khác sử dụng thiết bị để đăng nhập vào tài khoản. Trước đó, ngày 12 tháng 10 năm 2023, một khách hàng đến chi nhánh MSB tại Hà Nội yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở. Tháng 3 năm 2021, đã phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn 93.640 đồng. Chưa hết, trên bảng sau kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do vị khách này yêu cầu hoặc thực hiện. Đặc biệt, vị khách cho rằng gần nửa năm trôi qua, phía MSB chưa trực tiếp trả lời lý do vì sao khoản tiền biến mất. Khách hàng cho rằng khách gửi tiền khi xảy ra sự cố, ngân hàng phải có trách nhiệm chứ không thể để sự việc kéo dài gây tổn hại tinh thần, sức khỏe, kinh tế cho khách hàng. Sáng ngày 27 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin thêm về đại án đăng kiểm với nhiều chi tiết đáng chú ý. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An bến Tre Sóc Trăng. Theo đó, 254 bị can bị đề nghị truy tố theo 11 tội danh, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác sản xuất mua bán, trao đổi hoặc tặng cho phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham mô tài sản. Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, bị can Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2021 và bị can Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, là người đứng đầu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Cục Đăng kiểm theo sự phân công của Bộ Giao thông Vận tải, được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đăng kiểm trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, khi phát hiện có sai phạm tiêu cực, ông Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà không chấn chỉnh, xử lý mà vụ lợi cá nhân, nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, các đơn vị đăng kiểm bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động, trung tâm đăng kiểm, các sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện, nhận tiền hối lộ trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế, bị can Trần Kỳ Hình bị đề nghị truy tố hai tội gồm nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng số tiền là 6,5 tỷ đồng và 23.000 đô la Mỹ. Đối với bị can Đặng Việt Hà, cơ quan điều tra làm rõ khi phát hiện sai phạm tiêu cực tại Cục Đăng Kiểm đã không ngăn chặn còn tiếp tục đưa ra các chủ trương chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền tiêu cực, hối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới, các trung tâm đăng kiểm nhận được. Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà bị can Đặng Việt Hà nhận hối lộ hưởng lợi là gần 8,8 tỷ đồng và 13.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền nhận hối lộ của phòng kiểm định xe cơ giới giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 là hơn 31 tỷ đồng. Số tiền nhận hối lộ của 4 trung tâm đăng kiểm khối V tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022 là hơn 7,6 tỷ đồng, số tiền nhận hối lộ của 5 trung tâm đăng kiểm khối V tại thành phố Hà Nội là 780 triệu đồng và số tiền nhận hối lộ của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khối D là 680 triệu đồng. Tổng số tiền nhận hối lộ mà bị can Hà phải chịu trách nhiệm hình sự là 40 tỷ đồng, bị can Đặng Việt Hà bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, trong vụ án có vai trò của bị can Nguyễn Vũ Hải, Cục phó Đăng kiểm Việt Nam phụ trách hoạt động của phong tàu sông, bị can này bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mới đây tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã khởi tố 19 bị can trong vụ án khai thác cát trái phép ở An Giang. Trong quá trình điều tra, hành vi khai thác cát trái phép đã làm rõ hành vi lợi dụng việc cấp phép để khai thác vượt quy định 3,2 triệu mét khối, không đưa vào mua bán theo giấy phép mà tuồn ra bán ngoài thị trường, thu lợi bất chính 253 tỷ đồng. Đặc biệt, trong vụ án có sự móc ngoặt của các đối tượng với các cán bộ nhà nước có sự dung túng bảo kê. Chúng tôi đã xử lý đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin và cho biết sau khi xử lý các vụ án lớn thì thời gian qua tình trạng khai thác cát trái phép mang tính quy mô khối lượng lớn có giảm, hiện chỉ còn những vụ việc quy mô nhỏ lẻ. Trước đó liên quan đến đường dây khai thác cát trái phép ở An Giang cuối tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp, chỉ đạo giúp công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng 68 được cấp phép thăm dò khai thác điều chỉnh trữ lượng công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hành vi này thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại tài sản nhà nước Liên quan vụ án này trước đó, cấp phó của ông Bình là ông Trần Anh Thư, phó chủ tịch tỉnh An Giang, bị C03 khởi tố, bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh nhận hối lộ, ông Nguyễn Việt Trí, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cũng bị khởi tố hồi giữa tháng 8. Trung tướng Trần Minh Lệ cho biết thêm, cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường nhấn mạnh rằng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương các đối tượng lợi dụng tình hình khan hiếm vật liệu xây dựng để tiếp tục khai thác trái phép. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã thường xuyên báo cáo và chỉ đạo đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản. Trong quý 1 năm 2024, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tấn công trấn áp đối với loại tội phạm này, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Cục cũng đã phối hợp với các đơn vị khác để áp dụng công nghệ viễn thám để nắm bắt tình hình và phòng ngừa vi phạm. Kết quả, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện 2.083 vụ vi phạm, khởi tố 118 vụ và bắt giữ 159 đối tượng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Trung tướng Trần Minh Lệ cũng nhấn mạnh cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, cấp quản lý địa phương để kiểm soát cấp phép và hoạt động khai thác.